Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ nói về những bài tập tốt và cơ bản nhất dành cho môn xe đạp. Bài tập đầu tiên, chúng ta sẽ nói về chân, gồm có 3 nhóm cơ chính, đó chính là cơ mông, cơ đùi và cơ bắp chân. Theo như phân tích của các trang báo thể thao về xe đạp, ta có thể thấy sơ đồ vòng tròn bên chính là vòng đạp theo chiều kim đồng hồ. Từ chiều 12 giờ đến 6 giờ là lúc chúng ta nhấn bàn đạp. Khi đó có 3 nhóm cơ chính đóng vai trò quan trọng, đó chính là cơ mông, cơ đùi và cơ bắp chân. Ngay sơ đồ bên ta thấy, vùng đỏ chính là cơ mông, là một loại cơ lớn và chịu áp lực nhiều nhất trong tất cả các nhóm cơ trên, không như cơ đùi phía trước ta thường hay nghĩ. Tiếp theo đó chính là nhóm cơ đùi trước và cơ bắp chân. Sau đây ta sẽ hướng dẫn một số bài tập hiệu quả như sau. Squat giúp cho chúng ta tăng cường và củng cố sức mạnh cho các nhóm cơ chính, giúp đốt cháy calo hiệu quả. Huy động nhiều nhóm cơ lớn để vận động, squat còn tác động vào cơ đùi và cơ mông, là những cơ lớn nhất của cơ thể. Tiếp theo là bài tập Standing Gap Raise. Đây có thể là bài tập đơn giản nhất trong danh sách các động tác cho nhóm cơ bắp chân, và bạn có thể tập ở nhà. Chúng ta sẽ bắt đầu nâng lên và hạ xuống bằng các ngón chân, trong khi vẫn giữ lưng thẳng và đầu gối hơi cong. Chú ý, không được cong lưng nếu như bạn không muốn lưng dưới bị thương. Bài tập này giúp cho bắp chân của chúng ta được săn chắc, giảm mỡ thừa và chịu được áp lực tốt khi nhấn bàn đạp. Bài tập thứ 3 là về cơ bụng. Đây là một bài tập đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao, giúp giảm mỡ ở vùng bụng. Bạn có thể thực hiện tại nhà. Và ngoài ra, bài tập này sẽ giúp giảm tình trạng sốc hông khi đạp xe ở vùng bụng một cách đáng kể. Plank là bài tập bụng căn bản, giúp cải thiện khả năng giữ thăng bằng và săn chắc. Tất cả những gì bạn cần làm là giữ người trong tư thế chuẩn càng lâu càng tốt, thực hiện từ 2 đến 3 lần mỗi ngày bạn nhé. Và sau đây là bài tập cuối cùng, đó chính là cơ bắp ở tay. Thì bài tập hít đất là không thể thiếu đối với chúng ta. Đây là một bài tập đơn giản có thể thực hiện tại nhà. Hít đất làm cho cơ bắp săn chắc, bền bỉ hơn. Tập luyện một cách đều đặn sẽ giúp hoàn thiện khả năng nước rút của chúng ta rất nhiều. Đó là những bài tập cơ bản và hiệu quả mà mình muốn chia sẻ cho các bạn dành cho môn xe đạp. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên ủng hộ kênh giúp mình nhé.